Hello. Nay chương trình chúng tôi thì sẽ đi thử thách 15 cây số. Đó là giải Hồ Tây, chinh phục Hồ Tây. Đó, và bước vào cái thử thách gọi là chinh phục Hồ Tây 15 km. Đó. Và bây giờ là 5 rưỡi sáng. Chương trình sẽ bắt đầu chạy lúc 6 giờ. Hôm nay thì chúng tôi có cái sự hỗ trợ cái cameraman của Minh TQ. Đấy, các bạn hãy cùng chờ xem nhé. Đây là lối đi bộ, rất nhiều runner đang phía sau rồi. Trước này. Đấy. Phía trước cũng rất nhiều runner đang đi. Bây giờ là 5 giờ 30 phút. Đó. Giờ quang cảnh phố đi bộ Trịnh Công Sơn à? À bây giờ mới biết chỗ này đấy. Có đéo gì đâu, xấu bỏ mẹ em. À, đây này nó còn xấu gì trẻ, nhưng mà bọn nó vang thì hắn nhỉ. À, không biết, nhưng mà đây rất là ít. Đây gửi xe rất là ít. Đây đăng ký cái gì? Phát áo bổ sung. À, phát áo bổ sung. Tức là những cái bạn chưa có áo là vào đây lấy này. À. Chưa có áo. Ok. Đây là phố đi bộ Trịnh Công Sơn này. Và đây là khu chính nhỉ? Tập kết à? Đằng kia, đằng kia. Đi đây bên này. Khu vực gửi đồ. Đây là lần thứ tư giải Hồ Tây Marathon, Half Marathon 2024 được tổ chức. Giải tổ chức với ba cái cự ly chính là Half Marathon là 21 km, một vòng Hồ Tây là 15 km và một thoáng Hồ Tây là 5 km. Đấy, phù hợp với các thể loại vận động viên từ phong trào cho đến chuyên nghiệp. Đường chạy thì xuất phát từ phố đi bộ Trịnh Công Sơn và chạy qua nhiều các không gian văn hóa của thủ đô Hà Nội, nơi mà chúng ta vẫn thường ngày đi qua như đền Quán Thánh, phủ Trấn Quốc, phủ Tây Hồ và vô số các cái địa điểm khác. Hàng ngày thì tôi có tập chạy pace 9 hoặc là pace 8,5 cho các cự ly 5 đến 7 km, cho nên là khi đăng ký 15 km thì nó trở thành một cái thử thách tương đối là khắc nghiệt đối với tôi. Tuy nhiên thì chúng ta hãy cùng chờ xem tôi có thể giải quyết được cái món này không nha. Chờ đi toilet. Các vận động viên thường phải cố gắng để đi vệ sinh hết khi mà trước khi bắt đầu giải chạy, bởi vì là tránh trường hợp là khi chạy rồi thì lại mới buồn đi vệ sinh thì hơi căng thẳng. Đã có những vận động viên là đã chụp lại những bức ảnh là vãi luôn ở dọc đường. Bởi đơn giản là khi chạy thì máu từ tim sẽ dồn vào để nuôi các hệ thống cơ bắp và bổ sung đầy đủ oxy dưỡng chất cho cơ bắp để vận động cao. Cho nên nó sẽ không ưu tiên cho hệ tiêu hóa, và lúc đó thì cái hệ tiêu hóa của bạn sẽ gần như là tắt đi. Nó không còn hấp thụ được nhiều cũng như là không còn hoạt động được nhiều nữa. Và như vậy thì dạ dày bạn sẽ cảm thấy là nó sẽ hơi đầy hơi, nó thu gọn lại. Thế còn trong ruột thì đôi khi là nó sẽ tạo ra cảm giác buồn đi vệ sinh. Cho nên cái này rất quan trọng cho các bạn chạy các giải dài thi đấu nhé. Đây, tim đây, có một đồng chí đã chạy trước rồi. Đấy. Trong hành trang đi chạy thì ngoài các cái món đồ chạy, giày chạy và các cái phụ kiện khác thì gel hay là viên muối là một trong những thành phần không thể thiếu. Bạn buộc phải bổ sung năng lượng để cho cơ bắp có thể được hấp thụ cái dưỡng chất nhanh nhất, sẵn sàng cho một cái chặng chạy đầu tiên. Thông thường thì người ta sẽ sử dụng cái gel này trong vòng cứ mỗi 5 đến 7 cây số thì người ta sẽ sử dụng một cái gói gel. Và cho dù bạn có chạy giỏi đến mấy thì trước mỗi chặng chạy dù ngắn hay dài thì công việc quan trọng nhất vẫn là khởi động. Bạn tuyệt đối không được quên cái phần khởi động này nhé. Giờ thì hãy xem tôi thể hiện trong cái cung chạy 15 km vòng quanh Hồ Tây này như thế nào nhá. Rất là đáng xem đấy. Em tập trung vào chạy đi. Đó, tất cả các anh chị đã có mặt tại đây ngày hôm nay 15 km rất đông đảo.
Đây có lẽ cự ly mà chúng ta đã có sự góp mặt của rất đông các vận động viên. Chinh phục Hồ Tây vẫn là một điều gì đó mà thu hút rất đông các vận động viên của chúng ta. 15 km xin được chào đón tất cả các anh chị. Chào buổi sáng và chúc cho tất cả các anh chị sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Hồ Tây ngày hôm nay. Và được linh bạn mình. Đây, tuyển thủ mẹ vẫn đang lê lết ở đây. Ở trước hết. Lê lết đây. Chịu quá. Về đến đích rồi. Chúc mừng anh chị. Chúc mừng các anh chị đã trở thành một phần của cuộc đua half marathon lớn nhất Việt Nam. 10.000 người. Huy chương kìa. Đây rồi. Đường chạy rất thoáng. Hai bên đều về đích được. Tuyệt vời. Xin chúc mừng bạn. Vẫn đầy năng lượng.
vẫn kiểm soát từng bước chân của mình. Chân vững là của mình. Hello. Cuối cùng thì cũng đã về đích. Tên tên 15 km. Hết tình hình là phải hết tình hình là tao ngủ. 15 km. Hắn lâu lắm. Như vậy là tôi đã chinh phục đỉnh cao của kỷ lục của bản thân mình theo một cách như vậy đó. Các bạn thấy thế nào?